giảng tòa nhân sanh hạnh phúc. Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như pháp? Người giảng thầy giáo Thái Lệ Húc. Số 1, tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước giáo dục con cháu của họ như thế nào? Số 2, thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào? Số 3, quy tắc nhân sanh đầu tiên, đệ tử quy. Ngày 20 tháng 11 năm 2004, thành phố Hải Khẩu, trung tâm Dở Lòng Quốc học Hiếu Liêm. Tập 30. Các vị bằng hữu, chào mọi người một buổi chiều tốt lành. Chúng ta ở bài học trước nhắc đến thái độ nói chuyện, bao gồm phải bình tĩnh, bao gồm lúc nói chuyện phải xem đối phương, bao gồm phải có thái độ giữ chữ tín. Và chúng ta vừa mới nhắc đến, vào thời đại Trung Thu có một vị có học thức tên là Quý Trác. Ông hoàn toàn không có nhận lời người khác bằng lời nói, nhưng mà ở trong tâm ông đã hứa hẹn rồi, muốn đem cái thanh bảo kiếm đó của ông tặng cho vua nước Từ. Cho nên ông là ngay cả một cái khởi tâm động niệm của mình cũng phải giữ vững chữ tín. Chúng ta cần phải học tập theo những bậc thánh hiền nhân như vậy, chứ không phải kiếm cớ cho mình. Khi chúng ta luôn luôn kiếm cớ như vậy thì bản thân chúng ta cũng sẽ càng sống không an tâm, cũng sẽ ngày càng không được người khác tín nhiệm. Đương nhiên lời nói ra phải thực hiện, nhưng mà trước khi nói ra chúng ta cần phải suy nghĩ. Sự phi nghi vật khinh nặng, không nên dễ dàng nhận lời người khác. Bạn cần trước khi nhận lời người khác phải suy nghĩ, nhận lời cái việc này có hợp với chánh nghĩa hay không, có hợp với pháp luật không. Có khi chúng ta nhận lời việc của họ, có thể sau này vợ họ sẽ quán trách chúng ta, cũng đều có khả năng. Cho nên cần phải suy nghĩ đến cái sự việc này có đúng hay không, bạn mới được nhận lời. Lại nữa còn phải suy nghĩ xem năng lực của bản thân chúng ta có đủ để thực hiện xong lời hứa này hay không. Nếu như không được, bạn nhận lời rồi, đến khi đó làm không được, bản thân bạn cũng sẽ cảm thấy thật không biết làm sao, đối phương cũng sẽ rất khó chịu. Cho nên trước khi nhận lời người khác phải biết liệu cơm gấp mắm. Và thật ra khi chúng ta nhận lời người khác, trước tiên có thể hòa quản một chút, bởi vì người hiện nay rất nôn nóng, họ muốn thỉnh cầu bạn giúp đỡ cũng rất gấp, kính nhờ bạn vừa nhận lời có được không. Nếu như chúng ta bị sự nóng vội của họ dắt đi, rất có thể là dễ dàng nhận lời. Bởi vì lúc họ rất nóng vội thì đối với cái sự việc này khả năng là vẫn chưa có tìm hiểu rõ ràng. Đối với cái sự việc này có thể trong tâm lý bản thân cũng còn chưa có chuẩn bị tốt là đã bị kéo đi rồi. Do lúc này bạn vào chung với họ, khả năng đi được nửa đường thì họ không làm nữa. Thế rốt cuộc bạn có giúp được gì hay không? Tự mình cảm thấy rất bực bội. Cho nên khi bạn giữ một khoảng cách, trước tiên hòa quản một chút, tự mình suy nghĩ một chút, thấy rõ ràng, cũng khiến đối phương ngồi lạnh một chút. Trong thời điểm đó, tiến thoái này chúng ta phải biết đắn đo. Ở trong thời khắc rất cấp bách ra thì quyết định, vì cơ bản đều rất dễ dàng xảy ra tình huống. Cho nên vẫn phải sau khi làm rõ ràng rồi mới nhận lời. Ngoài ra còn mấy loại thái độ là ở trong ngôn ngữ của chúng ta không được phép phạm. Ở trong Thiên Tín của Đệ Tử Quy có nhắc đến gian xảo ngữ, huế ô từ. Gian xảo ngữ chính là tục ngữ gọi là thêu dệt, lời ngon tiếng ngọt. Thật ra lời ngon tiếng ngọt là tâm bất trung rồi, tâm đều là có mục đích, tâm là gian ác khó lường. Cái này đã mất trung, mất cung kính. Chúng ta không nên dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt người khác. Uế ô từ chính là những lời lẽ bẩn thỉu của thế tục, tương đối thô tục, thậm chí là lời chửi mắng người. Cái này gọi là ác khẩu. Ác khẩu sẽ khiến người ta rất khó chịu, thậm chí là còn dẫn đến xung đột giữa người với người.
Và khi chúng ta thường xuyên nói lời thô tục, bẩn thỉu, thì nhất định là sẽ không được người khác tôn trọng đối với bạn. Thậm chí là người ta ở sau lưng cũng sẽ phê bình bạn, cũng sẽ xem thường bạn. Cho nên ngôn ngữ cũng là hình tượng của một con người, cần giữ gìn tốt. Bạn không nên nói người khác nói chuyện tùy tiện như vậy. Chúng ta làm việc ở trong văn phòng, bạn cũng sẽ dần dần nói chuyện tùy tiện giống như vậy. Thế bạn sẽ bị người khác xem thường đối với bạn. Chúng ta không có hoài nghi rồi. Cho nên việc không đúng không được theo. Giống như hiện nay trong văn phòng, rất nhiều người nói những lời thêu dệt, những lời bông đùa, đồi bại. Cái phong khí này không nên phát triển. Khi ở giữa người với người tùy tiện như vậy, rất có khả năng bầu không khí của toàn bộ tập thể cũng trở nên tệ hại, thậm chí là hại tâm trí của người khác, làm hỏng hứng thú làm việc của người ta. Cái này là điều không nên phát triển. Và khi bạn làm chủ quản, càng phải nên ngăn chặn loại nếp sống này. Khi người lớn chúng ta ở trong lúc nói chuyện đều rất khinh mạng, rất tùy tiện, cứ ở nơi đó cười đùa. Xin hỏi trẻ nhỏ nhìn thấy rồi học được điều gì vậy? Là nói sẽ không biết trang trọng, không biết tôn trọng người khác. Cái di hại này rất lớn. Cho nên khi chúng ta nói chuyện trước mặt các em, nhất định phải càng chú trọng hình tượng, càng chú trọng chọn từ, dùng câu hơn. Đây cũng là điều mà người lớn rất dễ dàng sơ suất. Bởi vì sống chung với nhau thì tâm trạng cũng sẽ trào dâng lên xuống cùng nhau, cũng đều không có chú ý đến trẻ nhỏ ở bên cạnh. Ở trong Đệ Tứ Quy có nhắc đến trá dữ vọng, hề khả yên. Trá và vọng chính là lừa dối, chúng ta gọi nó là nói dối. Một người vì sao lại đi lừa dối người khác vậy? Có thể là họ có mục đích, để đạt được mục đích của mình, cho nên cái tâm này đã bị thiên lệch rồi, bất trung rồi. Thậm chí là họ muốn che giấu lỗi lầm, bản thân phạm sai lầm rồi, không dám nhận sai, cho nên nói dối để che đậy. Nhưng mà dùng nói dối có thể thật sự che đậy được lỗi lầm hay không vậy? Có được hay không? Muốn che đậy một lỗi lầm, cần phải tìm dài ba cái cớ, dài ba cái lý do để che đậy. Vậy ba lý do này tiếp tục còn phải lấy bao nhiêu lý do khác để che đậy nữa vậy? Đến cuối cùng, nói dối rốt cuộc rồi cũng bị lộ ra. Cho nên người nếu như tiếp tục nói dối, mỗi ngày sống rất đau khổ. Mỗi ngày phải nghĩ ra một lô cách làm thế nào để che đậy lỗi lầm của mình. Cái loại đời sống đó thực sự như thế nào vậy? Rất khổ. Tôi có một em học trò, bởi vì em đóng tiền ăn trưa, cuối cùng lại đi tiêu xài hết rồi. Đúng lúc tôi đến tiếp nhận lớp mới, em đừng nói là bởi vì nhà rất nghèo, cho nên em đều đem số tiền này đi mua một ít sữa bột cho em trai của em ăn, chăm sóc em trai của mình. Bởi vì tôi vừa tiếp nhận các em mới 2-3 ngày, cuối cùng em học trò này nói khiến cho tôi cũng thấy rơi lệ. Tôi lập tức nói, nào nào nào, thầy sẽ đi với em về nhà nhé, mua một ít đồ ăn cho em trai của em ăn. Em học trò này lập tức nói, thầy ơi không cần đâu. Sau đó tôi liền để tâm quan sát thử xem, cảm thấy lời em nói với lời mẹ của em có sai lệch rất lớn. Như người mẹ này là mẹ kế của em, nhưng mà chúng tôi nghe nói chuyện kỳ nhất là nghe lời nói phiến diện, cũng không được nghe hết theo lời mẹ kế của em, cũng không được nghe hết theo lời của em. Một mặt phải là tổng hợp lại xem, một mặt phải tự mình tìm hiểu thực tế. Cuối cùng có một hôm, tôi đi ngang qua một cái tiệm chơi game điện tử, tôi muốn bước vào xem. Em đều nói em rất đáng thương, thế tôi liền bước vào thử xem có lẽ tiếp tục ở đây lãng phí tiền bạc, lãng phí thời gian hay không. Kết quả tôi vừa bước vào, nhìn thấy mấy em học trò của tôi còn đứng lên em chào thầy, thật sự là rất hổ thẹn. Bởi vì mới tiếp nhận lớp của các em, rất nhiều tình trạng gia đình các em, trên cơ bản ông bà nuôi dạy
và gia đình đơn thân là gần đến 10 em. Chúng tôi thấy vậy cũng cảm thấy rất đau lòng. Có khi bạn vẫn không thể giúp gì được, bởi vì nhận thức của phụ huynh có khi cũng không đủ. Em học trò này của tôi cũng rất lợi hại, tốn dầu trong văn phòng nhỏ cuối cùng nhất. Cuối cùng tôi đã dò thám đến cùng. Khi em học trò này nhìn thấy tôi, sắc mặt đều tái xanh, bởi vì em đã lừa gạt tôi, dối trên gạt dưới, đến cuối cùng bị cái trinh thám này của tôi bắt được. Cho nên làm thầy giáo không dễ, còn phải làm trinh thám nữa, còn phải phân tích, tìm tòi đối với ngôn ngữ của học trò để tìm hiểu đến cùng. Sau đó, sau khi tôi phát hiện rồi, lập tức liền dắt em về nhà để đối chất. Cuối cùng bởi vì sau khi đi rồi, rõ ràng cảm nhận được mẹ kế đối với em này, đối với con riêng của bà, tương đối yêu thương bên vực. Đối với em này là tương đối khắc nghiệt một chút. Cho nên ở trong mắt chúng tôi thấy cũng là không động thanh sắc, hài hòa hai bên. Bởi vì rốt cuộc trẻ nhỏ làm sai rồi, nó sau đó nói thế nào vẫn là phải nói lời xin lỗi với mẹ kế. Sau khi xin lỗi xong, chúng tôi liền sau đó làm nhiều việc để thông hiểu với em học trò này. Em cũng hy vọng cuộc sống của em sống tốt hơn một chút, tức là trước tiên từ bản thân cố gắng làm tốt việc cần làm của mình. Chúng tôi từ trong đó bắt đầu cho em một số hướng dẫn, một số nhắc nhở, và cũng tìm được mẹ ruột của em này đến, mọi người cùng nhau phối hợp. Cuối cùng em học trò này sau đó rất quen, rất tốt với tôi. Bởi vì quả thật là em tuy bị tôi làm cho sợ xanh cả mặt, nhưng mà nó nhất định biết thầy không phải đi kiếm chuyện với em, là thầy vì muốn tốt cho em. Đương nhiên trong toàn bộ quá trình chung sống, tôi cũng phát hiện em học trò này đầu óc đặc biệt linh hoạt. Đầu óc không linh hoạt có thể bịa ra được nhiều lý do như vậy sao? Tôi liền lợi dụng chúng ta nói thuận theo thời thế mà làm, lợi dụng đầu óc em rất linh hoạt, cho nên bảo em đi phụ trách. Chúng tôi mỗi lần khi vào thư viện xem sách, sách rất lộn xộn, đều là em đi giúp lo việc mượn sách, giúp sắp xếp sách vở, là chi nhóm cho em những công việc này. Cho nên em học trò này đến cuối cùng, thường thường có việc hay không việc đều chạy đến trước mặt tôi để hỏi thầy ơi, hôm nay còn có công việc gì cần làm hay không. Cho nên bạn càng cho em làm thì càng khích lệ cho em, để em từ trong đó nâng cao tính tâm của mình, từ trong đó cảm thấy thầy rất tin tưởng mình. Cho nên thật ra không có em nào thích tự cam lòng sa đọa, không có em nào thích tự chà đạp mình. Là người lớn và thầy giáo chúng ta có cung cấp một cái không gian để các em nâng cao năng lực và tự tin của mình hay không? Tôi sau đó liền hỏi em thử xem. Tôi hỏi cái thời gian đó em lừa thầy lâu như vậy, cuộc sống của em như thế nào? Em nói rất khó chịu, mỗi ngày cứ đơm lớp lo sợ, đều quan sát xem sắc mặt của thầy như thế nào. Cho nên quả thật là nói dối, cái cuộc sống đó rất khó chịu. Chúng ta hãy cứ quang minh chánh đại. Cho nên Đệ Tử Quy nói, quá năng cải quy ư vô, người không phải thánh hiền, có người nào mà không có lỗi? Sai mà biết sửa thì không có gì tiện bằng. Cho nên nếu như che giấu lỗi, chỉ có thể là trên sai lại thêm sai. Trẻ em từ nhỏ nhất định phải hình thành thái độ nói lời chân thật. Nếu như trẻ em từ nhỏ nói dối, gian xảo ngữ, những thói quen này một khi hình thành, trẻ em còn chưa bước vào xã hội, niềm tin của xã hội đối với nó đã như thế nào vậy? Đã phá sản rồi. Cho nên cái này phải từ nhỏ nhất định phải khiến chúng thiết lập thái độ, biết nói chuyện giữ chữ tín, nói chuyện nói lời chân thật, tuyệt đối không nói dối. Vì chúng ta tiếp tục xem xét phương pháp nói chuyện. Phương pháp nói chuyện, chúng ta cũng có nhắc đến nói chuyện phải phàm đạo tử, trọng thả thư, chính là cần biểu đạt ra lên bổng xuống trầm. Sau đó tốc độ ngôn ngữ phải giật cấp tật, giật mô hồ, không nên quá nhanh, không nên quá chậm. Cho nên đây là phương pháp nói chuyện. Đệ Tử Quy cũng nhắc đến tôn trưởng tiền thanh yếu đê, nhưng mà đê bất văn, khước phi nghi, tính trung dung ở trong ngôn ngữ,
đứng trước người lớn không được phép nói năng lớn tiếng. Nhưng mà nói chuyện với người lớn, bạn cũng không được nói khiến người lớn ở chỗ đó hỏi: em nói cái gì vậy? Như vậy cũng không là lễ phép. Xin thưa các bạn có bao giờ dạy con cái bạn nói chuyện chưa? Nếu như bạn không có dạy, bỗng nhiên lúc đó phải đi tuyển dụng, thì bạn ở chỗ đó đầu rất căng, con cái ngay cả nói chuyện cũng không biết nói. Cho nên năng lực biểu đạt phải luyện từng ti từng tí ở trong đời sống. Cho nên khi con cái giao tiếp với bạn, khi đưa ra một số yêu cầu đối với bạn, nó nói không rõ ràng, bạn nói nào, con nói lại một lần nữa. Con vừa mới nói quá nhanh rồi, con nói chậm một chút, mẹ nghe chưa rõ. Là yêu cầu nó không ngừng điều chỉnh tốc độ nói chuyện, cách nói chuyện lên bổng xuống trầm của nó. Giờ lúc này bạn phải có tính nhẫn nại để mài dũa với nó. Rất nhiều thói quen nói chuyện đều là do mài dũa từng ly từng tí mà thành. Khi bạn có thể kiên trì cái tính nhẫn nại này, con cái gì sau muốn nói chuyện với bạn, nó sẽ có thể điều chỉnh đến một cái trạng thái rất ổn định, nói chuyện rất vừa phải để nói chuyện với bạn. Thầy giáo đang dạy đọc kinh của chúng tôi thường thường bảo học trò lên bục để chia sẻ một chút. Trong tuần lễ trước, bạn làm được những tâm hiếu, làm được những hạnh hiếu nào? Bảo các em lên để giảng, vừa bước lên liền chỉ dạy. Không chỉ dạy bảo cách nói chuyện, mà đứng cũng phải chỉ dạy. Hiện nay rất nhiều trẻ nhỏ sau khi lên bục giảng rồi thì cái tay này chống vào cạnh bàn, nghiêng một bên, hoặc giả là tay lắc lư lung tung, có khi nói chuyện đầu cũng lắc, nếu không thì nhìn xuống. Cho nên phải dạy. Cho nên khi huấn luyện như vậy, chỗ nào không đúng bắt đầu điều chỉnh. Ngay cả cách bước lên cũng phải chỉ dạy. Bộ thun dung lập đoan chính. Cho nên trẻ em nói chuyện cũng tốt, đi đứng nằm ngồi phải có oai nghi của nó ở trong đó, phải có tác phong của một thủ lĩnh. Tâm định tỉnh lại. Cho nên để trẻ em nói được như vậy, huấn luyện các phương diện trạng thái nói chuyện cho nó, nói tốt rồi lại bảo nó xuống, giảng không tốt thì giảng lại lần nữa, giảng không tốt nữa thì lại giảng thêm một lần nữa, giảng đến khi nào tốt thì mới xuống. Cho nên chỉ dạy các em ngoài phương pháp ra còn phải có tâm nhẫn nại. Cho nên phương pháp nói chuyện của chúng ta ở trong Đệ Tử Quy, những lời giáo huấn này chúng ta cũng phải trước tiên làm được từ chính mình, sau đó mới đi yêu cầu trẻ nhỏ. Ở trong phương pháp khuyên bảo người thân, thân hữu phải, gián bất nhập, duyệt phục gián. Duyệt là thời cơ. Ý nghĩa của từ phục gián chính là khuyên một lần không có tác dụng phải như thế nào, khuyên tiếp. Vẫn là vấn đề của tính nhẫn nại. Hiện nay người của thời đại này, nếu như khuyên một lần nghe liền thì người này nhất định không phải người bình thường. Tôi ở lần trước đã từng nhắc nhở với các bạn, nếu có người như vậy nhất định phải gọi điện thoại cho tôi. Tôi muốn tìm họ ra để hoằng dương nhân quả Trung Quốc. Họ có thể là Nhan Uyên tái thế. Nhan Uyên là người không lỗi hai lần. Phương pháp nói chuyện hào khắp tùy thác vô oán, mặc dù bị hiểu lầm rồi mà vẫn có thể kiên trì khuyên tiếp, kiên trì làm tiếp. Cho nên người hiện nay, bạn muốn giúp người khác, muốn khuyên người khác, trước tiên phải làm được không sợ oan ức. Bởi vì nói thật ra người hiện nay, lấy một cái thí dụ, họ làm người xử sự giống như mẫu đất. Ở trên cái mẫu đất này không chỉ là không thể gieo trồng, do đất đều bị nứt nẻ, mà bên trong ngay cả một con dung cũng không có, ngay cả những vi sinh vật cũng không có. Giờ lúc này bạn còn hy vọng nó năm tới sẽ ra qua kết quả cho bạn, thu hoạch bội thu cho bạn hay sao? Giờ lúc này bạn phải đặt nền móng, còn phải bón một số phân hữu cơ, không phải phân hóa học. Phân hóa học sẽ khiến cho đất càng tệ hại. Dùng một ít phân hữu cơ trước tiên bón cho nó. Cho nên chúng ta hiện nay đứng trước trẻ nhỏ, đứng trước thân hữu, bạn cũng không được nôn nóng. Nhất định phải có thái độ nhẫn nhịn cầu toàn, ý chí không lay chuyển. Và ngôn ngữ sẽ tạo ra ảnh hưởng như thế nào vậy?
Khi ngôn ngữ của bạn quả thật là trung, là tính. Và cái chữ trung này chính là chân thành, chính là cung kính. Tất nhiên sẽ khiến người nghe rất được lợi ích, rất cảm động. Nhất định sẽ đạt đến hiệu quả ảnh hưởng thiện tương khuyến, đức giai kiến. Bởi vì bạn lại giữ vững chữ tín, cho nên ngôn ngữ của bạn cũng sẽ không ngừng nâng cao sự tín nhiệm của người khác đối với bạn. Cho nên chúng ta cần suy nghĩ hiệu quả mà ngôn ngữ sanh ra. Ngôn ngữ không cung kính, ngôn ngữ nói dối, đôi chiều, thêu dệt, thô ác, tất nhiên sẽ tạo nên sự xem thường, sự sỉ nhục của người khác đối với bạn. Cho nên đây là việc chúng ta không nên làm, không được phép biểu hiện ra. Thật ra tính ảnh hưởng của ngôn ngữ, chúng ta nói nhất ngôn hưng bang, nhất ngôn tan bang. Một câu nói không có nói tốt có thể dẫn đến tai nạn cho một quốc gia. Một câu nói không có nói tốt có thể dẫn đến sự tan rã của một gia đình, lụi tàn của một đoàn thể. Cho nên chúng ta vẫn phải nhớ kỹ giáo huấn thánh hiền, nhất định phải cẩn thận trong nói năng và hành động. Đây là thuộc về bộ phận của ngôn trung tính. Tiếp sau đây, cái công phu quan trọng thứ hai của tu thân gọi là hành đốc kính. Hành vi nhất định phải ngay thẳng, phải cung kính. Cho nên tất cả chủ tâm của hành vi nhất định là thái độ rất chân thật, rất cung kính. Hành vi của chúng ta ở trong đối nhân làm sao cung kính vậy? Ở trong đối với sự, đối với vật làm sao cung kính? Đệ tử quy của chúng ta dạy vô cùng kỹ càng. Đạo đức học vấn của một người nhất định là bắt đầu, bắt tay làm từ chỗ gần nhất. Nhất định là bắt đầu thực hiện từ gia đình. Cho nên cái tâm nhân từ của một con người bắt đầu học tập từ đâu vậy? Từ hiếu, từ để. Cho nên luận ngữ nói hiếu để giả giả là gốc rễ của cái gì vậy? Gốc của nhân, gốc rễ của nhân ái là ở hiếu để. Cho nên rất nhiều thái độ đối nhân xử thế của một con người đều là bắt đầu cắm rễ từ trong giáo dục gia đình. Cho nên hành đốc kính, xin hỏi hành vi trước tiên phải cung kính đối với ai vậy? Bước đầu tiên nhất định là cung kính đối với cha mẹ. Chúng ta hãy xem thử làm thế nào cung kính đối với cha mẹ vậy? Đông tắc ôn, hạ tắc thanh. Từng giây từng phút dùng cái tâm cung kính để phụng dưỡng cha mẹ, để nhìn thấy nhu cầu của cha mẹ. Một đứa trẻ có thể có cái tâm cung kính như vậy để phụng dưỡng đối với cha mẹ. Nó làm việc cẩn thận, năng lực theo dõi nhu cầu của người khác của nó là hình thành từ trong từng ly từng tí này. Có người nào rất quan tâm cha mẹ, sau đó không biết quan tâm người khác hay không? Có người nào như vậy hay không? Không thể có. Có người nào không biết chăm sóc cha mẹ mà rất biết chăm sóc người khác không? Thế cũng có chút điên đảo rồi. Cho nên ở trong Hiếu Kinh có một câu nói. Hiếu Kinh nói: bất ái kỳ thân, nhi ái tha nhân giả, vị chi bội đức. Người không yêu cha mẹ của họ mà yêu người khác, đây là trái ngược lại đức hạnh của một con người. Bất kính kỳ thân, không tôn kính cha mẹ của họ, nhi kính tha nhân giả, vị chi bội lễ. Đây cũng là trái ngược lễ nghĩa. Làm gì có chuyện không cung kính đối với cha mẹ mà cung kính đối với người khác? Đây đều không phải là sinh ra từ đạo đức của một con người. Cho nên yêu cũng tốt, cung kính cũng tốt, nhất định đều phải bắt đầu bắt tay làm từ hiếu, bắt đầu làm từ cung kính đối với cha mẹ. Cho nên cái chương giáo huấn nhập tác hiếu này có rất nhiều thái độ đối nhân xử thế quan trọng, ảnh hưởng cả đời của trẻ. Cho nên khi trẻ biết đông tắc ôn hạ tắc thanh, trẻ biết quan tâm người khác, nó cũng sẽ trở nên rất cẩn thận. Vì sao vậy?
hiện nay rất nhiều em lơ là bất cẩn. Vì sao vậy? Bởi vì trong đầu óc của nó đều không có nghĩ đến người khác cần cái gì. Ở trong đầu của nó mỗi ngày chỉ biết nghĩ đến ta nên mặc quần áo gì, ta nên ăn thức ăn gì. Chúng ta có biết quan tâm đến người khác, sức quan sát của nó tự nhiên sẽ giảm sút. Cho nên dạy con cái những việc quét dọn ứng đối đối nhân sự thế này, những thái độ này đều sẽ ảnh hưởng đến cả đời của nó. Cư hữu thường, nghiệp vô biến. Một người sống có chuẩn mực, không thể thay đổi tới thay đổi lui. Nếu như trẻ nhỏ hôm nay muốn ngủ sớm, ngày mai lại muốn ngủ muộn, khi ngủ muộn 12 giờ mới đi ngủ, như vậy sẽ làm hại đến cơ thể. Khi làm hại cơ thể, thực ra có cung kính đối với cha mẹ hay không gì? Thân hữu thương, di thân ưu. Cho nên phải cư hữu thường, nghiệp vô biến. Chữ nghiệp này ở trong trẻ nhỏ có thể là học vấn, ở trong người lớn có thể là sự nghiệp. Nếu như học vấn đều không có cố gắng học tập, thường thường muốn học thì học, không muốn học thì ăn bơ làm biếng. Cái này là bất kính đối với cha mẹ rồi. Đối với học vấn cũng như thế nào vậy? Không cung kính. Cho nên hành vi của nó đã mất đi thật thà cung kính. Cho nên sự nghiệp của chúng ta cũng không được thay đổi lung tung. Đổi tới đổi lui, bản thân bạn không lo lắng, ai lo lắng gì? Cha mẹ, vợ con lo lắng. Cho nên cái này đều mất đi cung kính, đều chỉ nghĩ đến bản thân. Không muốn làm nữa thì không làm. Đây là không có tâm trách nhiệm, cũng không có cái tâm cảm thông người thân. Đương nhiên, rất nhiều người cho là đổi công việc, đổi tới đổi lui có thể sẽ có cơ hội tốt. Cái cách nghĩ này còn phải đợi bàn bạc lại. Chúng ta ở trong một cái công việc thì phải chăm chỉ làm mỗi ngày. Để nâng cao cái gì của mình vậy? Năng lực. Và lại muốn hiểu rõ của cải cả đời của một người. Không chỉ là nỗ lực là có thể đạt được, còn phải dựa vào chúng ta bố thí thật nhiều. Dùng tài sản của chúng ta, dùng kinh nghiệm, sức lao động của chúng ta để bố thí. Đây mới là cội nguồn gốc rễ để được giàu có. Cho nên sau khi rõ lý rồi, bạn mới không còn đầu cơ trục lợi may rủi, cũng không còn khiến cho nhiều người không yên tâm về bạn như vậy. Ở trong Nhập Tắc Hiếu nhắc đến sự tuy tiểu vật thiện di. Cho nên đây cũng là cung kính đối với người. Sự tuy tiểu vật thiện di. Ngày nay chúng ta làm rất nhiều việc tạo nên nguy hiểm cho mình, không nên làm. Đây chính là cung kính đối với mình. Bởi vì cơ thể của chúng ta một khi nguy hiểm, chính là không cung kính đối với cha mẹ. Cái cơ thể này là cha mẹ tiếp nối xuống. Chúng ta cần phải tôn trọng thân thể của mình. Cho nên cơ thể da tóc là nhận được từ cha mẹ, không dám làm tổn thương. Đó là khởi đầu của hiếu. Ngoài không được làm tổn thương cơ thể của mình ra, cũng không được gây ra chuyện tổn thương thân thể người khác. Bởi vì bạn làm tổn thương người khác chính là không tôn kính họ, thậm chí là không tôn kính cha mẹ, thân hữu của họ. Bởi vì khi cơ thể họ bị tổn thương, liền có một khối người sẽ rất đau lòng. Bạn làm vậy là không cung kính đối với nhiều người như vậy, cũng không có nói rõ. Có một em nhỏ trêu đùa với bạn học của nó. Khi bạn học đang chuẩn bị ngồi xuống, nó liền đem chiếc ghế dời đi. Cái động tác này có lớn hay không? Động tác nhỏ như vậy, nhưng mà đây là liên quan đến vấn đề an toàn. Vừa lấy đi như vậy thì bạn học của em ngồi xuống, cột sống trực tiếp da xuống đất, cho nên suốt đời bại liệt. Cái bài báo này tôi vẫn còn để ở trong kẹp tư liệu của tôi. Bởi vì cuộc sống bạn không đủ cẩn thận, không đủ cung kính, đều có khả năng sẽ tạo nên điều đáng tiếc, không thể bù đắp cho một người hoặc một gia đình, thậm chí là một quốc gia. Cho nên cái gia đình này bạn thấy bị hủy hoại mất rồi. Em đó phải suốt đời bại liệt. Có người còn đau khổ hơn, đó chính là cha mẹ của em. Nhìn thấy em mỗi ngày cứ ở đó rơi lệ, còn phải giúp em xoa lưng, còn phải trả phí chữa trị rất lớn.
Cho nên chúng tôi mượn cái cơ hội này hướng dẫn các em dùng cái tâm cùng đạo lý để cảm thông người khác. Cho nên bạn làm tổn thương một người là cũng như khiến mấy chục người đau khổ. Cho nên tôi liền hỏi các em, xung quanh bản thân em có bao nhiêu người quan tâm em vậy? Chúng nói khoảng gần 50 người. 50 người. Tôi còn nhớ có một lần, bởi vì dường như là hoa đăng Tết Nguyên Tiêu, năm đó quá đông đúc, đệ tử quy nói đấu náo trường tuyệt vật cận, đã đông đúc chen chúc vậy rồi, người bên ngoài vẫn cứ dốc sức mà chen vào, cuối cùng mất kiểm soát, rất nhiều người đã bị giẫm đạp chết rồi, hình như đã bị giẫm chết mấy chục người. Tôi liền nói với các em nhỏ, cái sự kiện mấy mươi người này nếu như lại nhân với 50 đại biểu thì có cả ngàn người. Bởi vì sự kiện này như thế nào? Vô cùng buồn bã và đau khổ. Hơn nữa mấy mươi người này, rất nhiều người là vừa mới tốt nghiệp đại học, tâm huyết mấy mươi năm của mẹ cha thảy đều uổng công rồi, mấy mươi năm đào tạo của quốc gia cũng uổng công rồi. Cho nên chỉ cần là việc nguy cấp đến sức khỏe của người khác thì việc tuy nhỏ chớ làm bừa. Đây là luôn luôn nhắc đến cung kính đối với người. Vật ti tiểu, vật tư tàn. Các em nhỏ có khi vẫn không thể phân biệt ra được cái đồ vật này là đã có chủ nhân. Nó nhìn thấy, cảm thấy ưa thích liền lấy ngay. Chúng tôi liền nói với các em, nếu như em đã lấy đồ của người khác khiến người ta mất tín nhiệm đối với em, sau này còn có người nào còn muốn cho em mượn đồ hay không? Còn có người nào muốn làm bạn với em hay không? Có khi trong lúc nói đạo lý, phương pháp tốt nhất chính là kể chuyện. Bởi vì trẻ em trong suy nghĩ của nó vẫn không có cách nghĩ trừu tượng. Câu chuyện thì tương đối cụ thể để nó cảm nhận. Chúng tôi liền kể với các em, có một em bởi vì có một lần đã lấy đồ của người khác, cho nên mọi người đã dán cho em một cái nhãn, đóng cho em một cái con dấu là kẻ trộm. Có một lần nó đến nhà bạn học để chơi, kết quả là tiền của nhà bạn học bị mất. Các em nhỏ thân mến, bạn học sẽ nghĩ đến ai vậy? Nói là em đó trộm. Hôm sau liền nói trước tất cả bạn học, tiền của nhà chúng tôi bạn trả lại cho tôi. Em đó thật khó giải bày. Và cái em nhỏ này cả đời này cũng nhớ kỹ, nó bị người ta hiểu lầm, bị người khác làm nhục. Cho nên tuyệt đối phàm thủ giữ, quý phân hiểu. Đồ vật của ai tuyệt đối không được tự ý lấy để mà dị dùng. Và tôi tiếp theo đó cũng đã nói với các em nhỏ, của công cũng không được lấy. Tôi liền hỏi các em, ở trong trường cái bàn này là của ai vậy? Cái gì bằng hữu là của ai vậy? Các em nói là do hiệu trưởng mua. Và chúng tôi tiếp theo đó hướng dẫn các em suy nghĩ. Cho nên thật ra rất nhiều thường thức đều ở trong đời sống. Bạn có thể gặp được các cơ hội thì cố gắng hướng dẫn. Thế là của hiệu trưởng mua, vì tiền này là ai đưa cho hiệu trưởng vậy? Các em nói, đó là chính phủ cho hiệu trưởng. Thế tiền của chính phủ là từ đâu bà có vậy? Cái này các em không nhất định là có thể trả lời được. Chúng tôi nói chính là cha mẹ các em nộp thuế mà ra. Bởi vì toàn bộ xã hội là đoàn thể hỗ trợ. Chúng ta hưởng thụ nhiều kiến thức như vậy, nhiều phúc lợi như vậy của là cả quốc gia. Cho nên mỗi người đều phải có trách nhiệm, phải cùng nhau đóng góp cho cái quốc gia xã hội này. Cho nên phải nộp thuế. Vì nộp thuế thì có bao nhiêu người? Các em nói có 1,3 tỷ, hoặc giả nói có tỷ mấy người. Tôi nói không có nhiều như vậy. Các em có nộp thuế hay không? Nói người có nộp thuế là người đã có làm ra tiền mới là người nộp thuế. Cho nên theo nhận định riêng của chúng tôi, người nộp thuế khoảng 400 triệu người. Cho nên cái bàn này là của ai vậy?
là của 400 triệu người. Bạn lấy của công là bạn thiếu nợ bao nhiêu người vậy? 400 triệu người. Tôi nói các em nhỏ, bạn thiếu 400 triệu người, bạn làm trâu làm ngựa bạn cũng trả không xong. Cho nên bất kỳ của công nào cũng tuyệt đối không được lấy. Cho dù chỉ là một cây viết, một tờ giấy, bạn cũng phải công tư phân minh. Cho nên đây cũng là một loại tâm cung kính của các em từ nhỏ đối với của công. Có tâm cung kính mới có thể giữ được liêm khiết. Thân sở hiếu, lực vi cụ, luôn luôn nghĩ là phải làm tốt để cha mẹ vui. Đây cũng là cung kính đối với cha mẹ. Thân sở ố, cẩn di khứ. Cha mẹ không thích những thói quen xấu mà chúng ta đang hình thành, chúng ta nhanh chóng đem nó sửa đổi. Tuy là cung kính đối với cha mẹ, trên thực tế cũng là cung kính đối với mình. Thân hữu thương di thân ưu, cho nên phải cung kính đối với thân thể của mình. Đức hữu thương di thân tu, cho nên đạo đức hành vi của chúng ta có chỗ nào chưa tốt đều có thể khiến cha mẹ bị xấu hổ. Cung kính đối với cha mẹ thì tuyệt đối không được làm những việc khiến cha mẹ bị xấu hổ. Đây đều là thực tiễn cung kính đối với cha mẹ, chứ không phải bàn luận cao xa, cần áp dụng vào thực tế. Cung kính đối với cha mẹ không chỉ là cung kính khi tốt đối với chúng ta. Khi cha mẹ nổi giận đối với chúng ta, cái tâm cung kính này cũng phải đề khởi lên được. Phải đề khởi lên. Cho nên người xưa nói: thân ái ngã, hiếu hà nan. Thân tấn ngã, hiếu phương hiền. Cho nên cha mẹ của Đại Thuấn đối với ông không tốt, ông cũng không có để ở trong lòng. Ông nghĩ mình cần phải làm tròn bổn phận, vẫn là toàn tâm toàn ý hiếu thuận với cha mẹ. Bởi do cái tâm cung kính chí thành này mới khiến cha mẹ của ông hồi tâm chuyển ý. Ở trong học trò của Khổng Tử có một vị hiền giả tên là Mẫn Tử Khiên. Đức hạnh của ông vô cùng tốt. Mẫn Tử Khiên ở trong Khổng Môn Tứ Khoa, ông là một trong những học trò đức hạnh tốt nhất. Mẹ của ông qua đời tương đối sớm, cho nên cha của ông lại đi một bước nữa. Bởi vì mẹ kế sau đó lại sinh ra được hai người em, cho nên đối với ông là tương đối khắc nghiệt. Đối với hai người em của ông thì tương đối quan tâm. Vào mùa đông năm đó, mẹ của ông dùng hoa lao độn thành áo ấm cho ông, dùng sợi bông vải đích thực để đan áo ấm cho hai người em của ông. Cuối cùng đúng lúc ông kéo xe giúp cho cha của mình. Bởi vì hoa lao không giữ ấm được, xem ra lại rất bù xù, cứ nghĩ là rất ấm. Cho nên khi kéo xe thì gió lạnh dù dù thổi vào, ông liền phát run. Cha ông nhìn thấy, cảm thấy áo đã mặc dày như vậy mà vẫn còn phát run, có phải mày cố ý làm nhục mẹ kế của mày hay không? Cho nên rất giận dữ, liền cầm roi đánh Mẫn Tử Khiên. Cuối cùng cái roi này khi đánh vào, áo bị rách ra, hoa lao bay ra. Cha ông khi nhìn thấy vô cùng giận dữ, là cảm thấy mẹ kế đang ngược đãi con trai của mình. Cho nên lập tức giận đùng đùng trở về nhà ngay. Vừa bước vào cửa, dự định đuổi mẹ kế của ông đi. Và lúc này ông rất giận dữ. Mẫn Tử Khiên nhìn thấy cái tình hình này, không chỉ không có cười trên nỗi đau của người khác, mà lập tức chỉ để khởi lòng cung kính đối với mẹ kế. Ông liền quỳ xuống nói: cha ơi, cha đừng đuổi mẹ đi. Bởi vì mẫu tại nhất tử hàn, mẹ còn thì chỉ có mỗi một mình con bị lạnh. Mẹ đi rồi thì ba anh em chúng con đều phải bị lạnh, bị đói. Cho nên một người ở trong nguy cấp như vậy mà không có nghĩ đến bản thân,
Nghĩ đến ai vậy? Nghĩ đến mẹ kế, nghĩ đến anh em, thậm chí là nghĩ đến cha của mình. Nếu như cha đã ra một số quyết định ở trong cơn thịnh độ như vậy, việc xong rồi ông cũng sẽ hối hận. Cho nên đây gọi là đức hạnh chân thật, niệm niệm nghĩ đến thành tựu người khác. Cho nên cũng bởi cái tấm lòng cung kính này, cái tâm hiếu này, nên mẹ kế của ông cảm thấy rất hổ thẹn. Một đứa trẻ còn biết niệm niệm nghĩ đến mình, mình rõ ràng không có cái tâm độ lượng này để chăm sóc đường hoàng đứa trẻ này. Cho nên bởi do cái tâm cung kính hiếu thảo này của Bẩn Tử Khiên đã xoay chuyển được vận mệnh của một gia đình. Cho nên vẫn là phải dùng đức để cảm hóa người khác. Thân tắng ngã, hiếu phương hiền. Khi người thân hữu đối với chúng ta tồi tệ mà vẫn có thể gìn giữ sự quan tâm của bạn đối với họ, đó chính là cung kính. Thật sự đã làm được rồi. Thân hữu tật, dược tiên thường, trú dạ thị, bất ly sàng. Cung kính đối với cha mẹ, ở trong Hiếu Kinh nói là cư tắc trí kỳ kính, dưỡng tắc trí kỳ lạc. Bệnh tắc trí kỳ ưu. Khi cha mẹ bị bệnh, phải thay cha mẹ lo nghĩ nhiều. Tan tắc trí kỳ ai. Khi cha mẹ giáng sanh, chúng ta phải làm trang nghiêm, trang trọng. Tế tắc trí kỳ nghiêm. Sau khi cha mẹ đi rồi, chúng ta mỗi năm trong ngày giỗ kỵ của cha mẹ, thậm chí là ngày lễ Tết trọng đại, đều cần phải tế tự. Cái gọi là thận tông truy diễn, dân đức quy hậu. Chúng ta niệm niệm không quên tổ tiên. Cha mẹ đã qua đời cũng là không quên lời chỉ dạy của họ cho chúng ta, yêu thương quan tâm cho đời sống của chúng ta. Người có cái tâm như vậy tuyệt đối sẽ không đem cuộc đời đi vào chỗ lầm đường lạc lối, giả lại sẽ vô cùng hiền hậu, luôn luôn biết ơn báo ơn. Cho nên đạo hiếu của chúng ta cũng thực tiễn vào trong việc tế tự tổ tiên. Thân hữu tật, khi cha mẹ bị bệnh, chúng ta phải tận tâm tận lực đi phụng dưỡng, đi chăm sóc. Tục ngữ có nói đến cũ bệnh sàng tiền vô hiếu tử. Câu nói này là sai rồi. Vì sao vậy? Con hiếu đích thực tuyệt đối sẽ kiên trì chăm sóc cho cha mẹ đến cùng. Chúng tôi có một người bạn, anh ấy khoảng 30 tuổi. Bà nội anh ấy nuôi dạy anh khôn lớn. Cho nên bà nội anh lúc bị tai biến, anh một người con trai ngày đêm chăm sóc, sau đó xoa bóp cơ thể, việc gì cũng đều do anh làm. Sau đó ẵm bà nội bồng đi khám bác sĩ, làm rất tốt, cũng rất khiến bà con xóm giềng cảm động. Một người có thể hiếu kính bề trên của mình thì kết giao bạn bè nhất định là gì vậy? Rất có đạo nghĩa. Cho nên ở trong xã hội cũng là rất được bạn bè yêu quý đối với họ. Sau đó anh ta cũng đã cưới được một người vợ rất tốt. Đây gọi là thiện hữu, thiện báo. Cho nên người con chân thật là hiếu, tuyệt đối sẽ hết lòng, hết dạ chăm sóc cha mẹ, tuyệt đối sẽ không thay đổi tâm. Lại có một câu nói là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thế là họ không phải anh hùng. Đây đều là cái cớ cho những người giả đó. Anh hùng chân thật, chính họ nhất định có trí huệ của họ, có định công của họ. Đương nhiên cái định công này phải bắt đầu rèn luyện từ nhỏ. Từ nhỏ phải nói cho trẻ nhỏ biết xa lìa những hình ảnh tương đối bạo lực, khiêu dâm, huấn luyện định lực cho nó. Tan tam niên thường bi yên, và còn sự tử giả như sự sanh. Chính là sự cung kính của chúng ta đối với cha mẹ tuyệt đối không phải bởi vì xa lìa rồi mà có mảy may giảm bớt.
Khi cha mẹ chúng ta xa lìa, chỉ nhìn thấy độ của cha mẹ còn lưu lại, chúng ta đều có thể cảm nhận được cha mẹ cả đời cho chúng ta những sự chăm sóc này. Cũng sẽ ở trong đối nhân xử thế, bỗng nhiên nghĩ đến lời chỉ dạy của cha mẹ đối với chúng ta. Khi cha mẹ còn sống, chúng ta phải toàn tâm toàn ý làm được. Cha mẹ không còn nữa, chúng ta càng phải tu thân hành đạo, dương danh ư hậu thế, dĩ hiển phụ mẫu. Cái gọi là đại hiếu là làm cho cha mẹ vinh hiển, đại hiếu là làm cho tổ tiên vinh hiển. Cho nên phải có sự cung kính như vậy mới có thể an ủi linh hồn tổ tiên và cha mẹ nơi thiên giới. Ngoài phải cung kính đối với cha mẹ ra, Đệ Tử Quy chúng ta còn tiếp tục chỉ dạy phải cung kính đối với người lớn. Cho nên trình tự của Đệ Tử Quy thật sự là vô cùng có trí huệ. Đây cũng là tuân theo lời giáo huấn của Mạnh Phu Tử. Mạnh Phu Tử nói: thân thân nhi nhân dân, đem tâm cung kính tâm hiếu đối với cha mẹ. Thân thân là mở rộng cái tâm quan tâm đối với mọi người. Mọi người ở đây đương nhiên từ người gần nhất chính là anh em của mình và người lớn bên cạnh mình. Nhân dân lại suy diễn đến người dân bình thường. Nhân dân lại suy diễn ra tiếp nữa là gì vậy? Nhi ái vật, ngay cả núi sông đại địa, động vật, thực vật đều có cái tâm yêu thương, cái tâm cung kính này. Cho nên có thể bỗng chốc ngay cả cha mẹ còn chưa có hiếu kính, sau đó liền vượt ra để đối với chó rất tốt, đối với mèo rất tốt hay không? Có hay không? Có. Người hiện nay bất hiếu với cha mẹ, đối với chó rất tốt, đối với mèo rất tốt, không có đem tiền cho cha mẹ, chứ vẫn là dắt chó và mèo này đi tắm hơi, ủ ấm. Bạn xem người hiện nay thật sự là điên đảo rồi. Cho nên không có giáo huấn thánh hiền thì con người thật sự không biết làm người như thế nào. Cho nên thiên bất sinh trọng ni, vạn cổ như trường dạ. Nếu như ông trời không khiến Khổng Phu Tử sinh ra ở Trung Quốc chúng ta, thì những văn hóa Trung Quốc này của chúng ta không thể truyền xuống được. Cho nên người Trung Quốc không biết sống thành ra cái thể thống gì. Cho nên chúng ta phải biết quý trọng có Khổng Phu Tử truyền thừa cái đạo lớn của Nghiêu Tuấn Vũ Thang này. Chúng ta nên cố gắng học tập, cố gắng tuân theo cái giáo huấn này, từng bước nâng cao việc tu dưỡng đạo đức của mình. Chúng ta hãy xem nhân dân bắt đầu làm từ anh em, từ bậc bề trên. Tài vật khinh, oán hà sinh, ngôn ngữ nhẫn, phẫn tự mẫn. Chúng ta thật sự tôn trọng người khác từ trong tâm, thì ngôn ngữ liền có thể nhẫn nhịn được. Cho nên khi bạn thường thường có thể tôn trọng người khác, thì bạn có thể ngay cả một câu nói ác cũng không thể nhẫn tâm nói ra. Cho nên chúng ta cung kính đối với người thì nói năng nhỏ nhẹ của ngôn ngữ phải rèn luyện tốt trong lúc bình thường là có thể làm được. Và toàn bộ lễ nghi cuộc sống thực ra đều là thực tiễn tâm cung kính đối với người. Cho nên trước đây chúng ta đã nhắc đến huấn luyện trẻ nhỏ lễ nghi tiếp đãi, huấn luyện trẻ nhỏ lễ nghi chào hỏi, huấn luyện trẻ nhỏ lễ nghi tiễn khách, thậm chí là huấn luyện trẻ nhỏ lễ nghi ăn cơm. Đây đều là cái tâm cung kính đối với người. Thí dụ như lúc trẻ nhỏ ăn cơm, người lớn đều vẫn chưa ngồi, nó đã nhảy lên trước rồi. Người lớn còn chưa ăn, nó đã nhanh chóng gấp vào trong chén của mình rồi. Thậm chí là món ưa thích ăn, cả mâm đồ ăn gấp qua hết một nửa. Rất nhiều phụ huynh còn nói: nào nào ăn, ăn nhiều một chút đi. Người lớn không có cái độ mẫn cảm giáo dục đó, thật sự làm hỏng hết các em rồi. Cho nên nó mọi nơi phải có cung kính, phải nghĩ thay cho người khác, thì
Cái công phu kính này của nó, công phu suy nghĩ đối với người mới có thể hình thành. Cho nên những lễ nghi này chúng ta cũng phải luôn luôn lưu tâm để trưởng dưỡng cái tâm cung kính của trẻ nhỏ. Và cái tâm cung kính này mà chỉ cần huấn luyện ở những nơi cử chỉ của nó, sau khi nó nội quá rồi, rất nhiều động tác bạn chưa dạy nó cũng có thể làm được. Nêu một cái thí dụ, chúng tôi dạy một nhóm học trò mới dạy khoảng chừng hơn 2 tháng. Dạy chúng cúi chào, dạy chúng chào hỏi. Có một hôm thầy của chúng đang xem tivi, xem những người đạo đức đang giảng bài. Cái em nhỏ này lúc đi ngang qua, bỗng nhiên lưng của em toàn bộ khom xuống, là sợ che khuất thầy của nó đang xem tivi. Các vị bằng hữu, cái động tác này có dạy hay không vậy? Thế vì sao nó làm được? Trẻ em 7 tuổi vì sao có thể làm được chứ? Là phát ra từ tâm cung kính của nó. Cho nên thật sự một đứa trẻ nội quá, có tâm cung kính rồi, thì rất nhiều hành vi của nó sẽ đúng tốt rồi. Cho nên chúng ta bắt tay làm từ trong, từng ly từng tí của đời sống, thì tự nhiên có một ngày sẽ biết xử sự đúng mực. Giống như tiếp điện thoại là việc thường hay xảy ra. Chúng ta nói ở trong tiếp đãi cũng có tiếp điện thoại. Tôi có khi cũng gọi cho những đứa trẻ của giáo viên trong trung tâm của chúng tôi, và nhận thấy có một ít cũng có làm được. Khi nó biết là tôi gọi điện thoại đến, sau khi nói chuyện xong, nó tuyệt đối không cúp điện thoại. Tôi nói, sao con không cúp đi? Nó nói, thầy ơi, thầy còn chưa cúp. Bạn xem, một chút nhỏ nhặt như vậy, nó mỗi ngày đều đang suy nghĩ vì ai vậy? Vì người khác, cung kính người khác. Nước chảy đá mòn. Tâm cung kính của nó đã hình thành rồi. Bạn xem hiện nay rất nhiều trẻ nhỏ không có, liền cúp điện thoại ngay. Khi bạn tiếp cảm thấy như thế nào vậy? Đứa trẻ này sao mà mất lịch sự như vậy chứ? Cho nên ngay cả tiếp điện thoại nhất định phải người lớn trước, trẻ nhỏ sau. Tốt rồi, tiết học này chúng ta học chỉ đến đây thôi. Cảm ơn mọi người. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.